Rồi, Dũng của đất Phú Dân xin chào tất cả những anh em đam mê chim cu gáy. Hôm nay mình sẽ đưa lên một con thô bối. Con này là giọng bầu. Theo là mấy ngày ở trên Hòn Đen. Rồi mới bắt được con chim này. Là ở lại hai chuyến. Là sư phụ mình mới theo miết cho tao chiều tối vừa tranh cõi rồi nó gù bằng cái chăm chàng gù mà bắt được con chim này. Thì con này ở ngôi thì nói chung là không có thiếu một cái nước gì hết nha anh em. Đặc biệt con bối này bắt vừa thì nó nhát cực kỳ, trôi quý đó là chày cái mỏ thấu nay là mình nuôi cho nó chững chạc lại là nó quẳng con cái quất lỡ một tí ở trên cái mỏ đó này. Thì con này là đóng một cái mỏ là vừa mà đinh nhưng mà mỏ xong dao ba lá. Tiếng con này thì anh em nghe là chỉ là mơ thôi nha anh em. Âm thô bầu mọc hậu rõ ràng. Âm của nó thì anh em nghe thì nói chung là nó cho cái tiếng lại là anh em nghe chẳng có âm nó là không có dở tim những con chim thổ như thế này đâu. Tuy thì những con bối nó rất là khó ghi để mình canh mình quay cho anh em nghe. Nhưng mà bằng uy tín mình té con chim này thì anh em nuôi sau này sẽ biết là mình chấm chọn những con chim nó ác như thế nào nha anh em. Thì vừa cái nước con chim này thì thúc gù dặm leo đồ gì là đầy đủ. Ở ngồi là chơi một mình nó như hai ba con rồi nha anh em. Anh em cố gắng từ từ, mình sẽ đứng lại mình sẽ quay cho anh em xem. Nó rất là nhát. Thì nói chung những con thố thì mình cũng không quan trọng. Nói chung là xôn xéo và nhát lên, mình chơi nó mới lâu và bền và sâu được nha anh em. Còn đây là dàn cơm của nó. Nói chung là nó chưa có thấy cái bộ lông rừng nha anh em. Chỉ những cọng lông mà mình bắt nó rụng thì nó mới re thôi. Chứ còn tuyệt đối là nó chưa thấy lông rừng. Còn dàn cơm con chim này thì không biết trong video mình quay nó như thế nào. Nhưng ở ngồi thì phải hai con chim khác mà cộng lại mà bằng một bộ cơm con chim này nha anh em. Từ cái khung cơm của nó thì anh em nhìn thấy là nó đóng là thòng xuống cái tay dưới cái ngực đó. Và nền cơm đen thì anh em nhìn vào thì thấy chỉ là một máng cơm đen to thôi. Cái mắt con chim này thì nó một chút xíu như hột tiêu thôi nha anh em. Con chim này thì nó ly vô địch. Nói chung là bắt được con chim này thì mừng rung thôi nha anh em. Thì những con chim này thì mình đưa lên, chắc chắn cái giá của nó thì anh em sẽ biết như thế nào rồi. Nó hơi cao. Nhưng mà thà mà đưa những con chim này, anh em có thể nuôi những con bối 5-6 con bối thì không biết như thế nào. Nhưng mà đối với mình chỉ cần một con này thôi là mình sẽ chăm và ngắm nó và âm giọng vừa thổ bầu mà vừa cứng gu đèo mặt tên hay thì mình chỉ thấy nó cảm giác hơn. Đó là đèo mặt đen đọt, còn nó là tròn và dài. Dàn lông vi của nó thì chia tưa hết nha anh em. Tuy cái lông nó bóng mịn nhưng mà trong cái lông vi của nó rất là no, nó tròn ở lông vi và nó rất là dày cái lông. Còn bộ chân nó thì hai bên nhơn rất là đều. Chân của nó thì chưa có được khô lắm nha anh em. Vì mùa đây ở mình thì nó thời tiết dơ lắm. Mưa phùng phùng với lại là nó lạnh lắm. Chim nó chưa có được sung lắm. Thì con này mình sẽ chăm cho nó thay hết cái bộ lông rừng. Thì nói chung là khi vào thì nhìn bộ cườm nó thì tuyệt vời.
thổ bầu nha anh em. Tiếng thì vô địch. Lâu lâu mới có được một con tư đều mặt với khung cơm như thế này nha anh em, chứ không bao giờ có đâu. Dù anh em thì cứ nói sao hay có không đỡ giữ nuôi mà bán, là những anh em đó thì nói chung là suy nghĩ không có đúng. Vì giờ anh em trên cộng đồng mạng cũng đã mua về sở hữu của mình rất nhiều rồi. Nói chung thì cũng không có hoàn hảo hết được nha anh em. Cũng có số anh em thì nói chung cũng phan nè, mà số anh em thì rất là hài lòng. Nói chung này buôn bán anh em phải hiểu, nhiều lúc nó cũng hơi không có toàn vẹn lắm, thì anh em phải hiểu một tí. Thì để mình để cung cấp cho anh em rất nhiều, và cũng có chiến hữu và anh em bạn bè rồi, thì những con chim hay hoặc như thế nào đó thì mình đều chia lại cho anh em để đào tạo cho hết. Chỉ có một con mồi nhâm hậu của mình là từ xưa cho mình không bán thôi nha anh em. Nó to dài, còn anh em nhìn sơ cái chớn mà tầng quy số 1 của nó này, xuống gần hết cái cánh luôn nha anh em, và gần tới nửa cái cánh nha anh em. Rồi, mình xin chào tất cả những anh em nào vừa xem cái video của con thổ bầu tốt tiếng và theo mấy ngày bắt mà được này của mình nha. Rồi, đánh giá nhìn nhận thì tùy thuộc vào anh em chơi lâu, có kinh nghiệm nhìn nhận khác nhau. Rồi, chào anh em.